Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt anh chị đây, đó là chiếc Hyundai Grand i10 bản số tự động, bản đủ. Thì trong video này em xin phép cập nhật đến anh chị những chính sách giá của Hyundai i10 phiên bản số tự động, cũng như là những màu xe sẵn giao và giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang, để cho anh chị có thể sở hữu những chiếc xe hạng A với những cái ưu việt nhất, cái thông số ưu việt nhất và phù hợp. Thì Hyundai i10 đây là bản đủ bên em, thì nó sẽ có những cái màu sẵn giao cho anh chị, như là bên em sẵn màu trắng, màu đỏ, màu vàng cát. Thì chủ yếu Hyundai i10 bán vẫn chạy nhất về màu đỏ và màu trắng. Cái thông số về kỹ thuật nổi trội cho phiên bản i10 phân khúc xe hạng A đó là hệ thống đèn gầm và đèn bi phá xương rất là tốt, được trang bị cảm biến áp suất lốp, rồi gương chiếu hậu ngoài được trang bị gập điện, chỉnh điện và sấy gương, tay nắm cửa xe thì được mạ chrome. Kích thước la răng của i10 cũng tương đối là thể thao, tương đối tốt, đó là kích thước R15, đường kính 15 inch, và cái đôi bề rộng mặt lốp cũng khá là hài hòa, đó là 175mm. i10 thì em trang bị lốp theo xe, đó là lốp cung hô. Lốp này thì thường thường anh chị sẽ đi được khoảng 5 đến 7 vạn. Camera sau thì cũng được trang bị. Về giá của i10 hiện tại thì bên em đang bán cho khách hàng với cái giá niêm yết là 435 triệu, thì hiện tại là chính sách i10 của tháng này, tháng 2 này đang được giảm cho anh chị, đó là khoảng 20 triệu đồng tiền mặt. Và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì khoảng ngoài 460 triệu một chút. Còn Hà Nội thì anh chị cộng giúp em là 20 triệu tiền biển và thêm khoảng 8 triệu tiền thuế, thì nó rơi vào tầm độ khoảng gần 30 triệu, thì khoảng 490 triệu. Và bên trong nội thất của xe i10, em xin lỗi em cập nhật thêm, đó là quà tặng khuyến mại của hãng. Thì bên em sẽ tặng cho khách hàng phim kích nhiệt 3M hoặc là Nissan của Mỹ, bảo hành 10 năm, trải sàn da. Đây là phim của xe, rất là riêng tư và cách nhiệt rất là tốt, chặn được khoảng 85-90% tia tử ngoại. Đây sàn da được trang bị khi mà anh chị được tặng ạ. Đây là bọc vô lăng. Thì vào phần nội thất của xe thì anh chị có thể thấy i10 được trang bị với hai tông màu nội thất, đó là màu đen chỉ đỏ và màu trần thì là màu sáng. Thì bên trong nội thất thì những công nghệ nổi bật trên i10 đó là cái ga tự động cruise control, đàm thoại rảnh tay. Chúng ta sẽ có màn hình hiển thị giải trí trung tâm với kích thước 8 inch và được trang bị những cái cổng sạc USB. Cái loa, cái cửa gió điều hòa của xe thì cũng được trang bị màu đen chỉ đỏ, rất là thời thượng, thời trang và nhìn rất là thể thao. Ghế thì được trang bị đó là ghế phun da rồi. Đó. Tiếp theo đến nữa, phần hàng ghế phía sau thì cũng được trang bị rất là rộng. Có thể anh chị và các bạn cũng đã từng trải nghiệm i10 và cũng đã từng ngồi lên chiếc xe i10 của người thân rồi, thì có thể cảm nhận được là i10 là chiếc xe phân khúc hạng A rộng nhất và đi đầm chắc và cách âm tốt nhất trong phân khúc xe hạng A. Và hệ thống cửa gió điều hòa ghế sau cũng được trang bị cho Hyundai i10 cả tất cả các phiên bản đó. Cá nhân em thì cũng sử dụng xe i10 từ năm 2019, thì em đánh giá i10 vẫn là chiếc xe phân khúc A bán chạy nhất với mức giá thành phù hợp, và lên đến phiên bản nâng cấp all new từ cuối năm 2021 này thì về độ cách âm này, độ đầm này, rồi những cái trang bị được trang bị thêm như là cảm biến áp suất lốp, cam lùi, rồi ghế da, cũng như là nâng cấp về hệ thống tablo và hệ thống cản trước, hoàn toàn là ưu việt hơn so với cả phiên bản cũ. Và anh chị quan tâm đến dòng xe i10, xin vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình.
Và chiếc xe này bên em cũng sẵn sàng hỗ trợ trả góp cho quý khách hàng với mức lãi suất khoảng 0,8% một tháng và thời gian trả góp là từ 2 cho đến 8 năm. Giá trị trả góp thì anh chị có thể vay tối đa là 80% giá trị xe. Đó. Anh chị quan tâm thì 10 xin vòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi, quan tâm, ủng hộ. Xin chị một like, comment, góp ý dưới phần bình luận và đăng ký kênh để nhận những video bổ ích. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.